Hello mọi người, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh Bác Tài Vlog của mình nha. Thì hôm nay mình đi đổ thảm ở dưới Liên Hà các bạn ạ. Đây, xe của mình đang phía sau đây. Đây. Lúc sáng thì con xe này ăn dầu động cơ rồi các bạn ạ. Đây, ăn dầu động cơ rồi. Lúc sáng mình phải đổ tầm 6 lít dầu động cơ vào trong trong xe. Mình thấy là nó hao đi đáng kể luôn ấy. Nước thì mình chạy một tháng thì 6 lít nước làm mát máy các bạn ạ. Đây hiện tại mình đang đổ thảm cái thảm ở Liên Hà nha các bạn, ở xã Liên Hà. Em đang xem tí. Đây. Vâng, em lái xe mà anh. Anh chỉ phiếu à? Đấy, vừa nãy ông kia ông ấy hỏi thì mình ông ấy tưởng là bên kiểu báo ấy, báo đài các kiểu ấy các bạn. Thì các ông ấy hỏi là quay gì đấy. Hỏi là quay gì đấy thì mình bảo là không, cho ông ấy xem ông phản ứng thế nào. Đấy, thì vừa nãy ông ký phiếu các bạn, đây ký phiếu cho mình đây. Thì vừa nãy ông ký phiếu rồi. Thì 1:30 công nhân bắt đầu làm. Thì 1:19 rồi các bạn ạ. 13:19 rồi. 13:19 rồi. Để ông đang đi ra, không biết ông có ra được không. Để tránh cho ông ấy ra đã. Ông ấy bảo mình tiến lên nhưng mà đây các bạn, ông ấy đi ở đây. Ông ấy ông ấy đánh xe gọn vào trong kia. Đây mình đang thi công cái đoạn đường này các bạn ạ. Đây là cái đoạn đường để thảm áp phan cái đoạn đường này. Chắc là công nhân nó chuẩn bị làm rồi. Từ sáng tới giờ là mình chạy chuyến này là chuyến thứ ba rồi các bạn ạ. Thì chắc là tí nữa phải về lấy 1 đến 2 chuyến nữa. Gần mà các bạn. Từ trên mình còn Nhật Tân. Nhật Tân đi xuống dưới này thì còn tầm 15 cây, 15 cây xuống một lượt. 15 km một lượt. Ba lượt là bao nhiêu rồi? Ba lượt là 30 cây, ba lượt là 90 cây các bạn. 90 cây số thì đã bị đi hai chuyến nữa thì còn tầm 60 cây nữa là vào tầm 150 các bạn ạ. Ngày chạy 150 nhưng mà nếu mà chạy một mạch ấy, chạy một phát liền một phát luôn ấy thì là rất là nhàn, nhưng mà cứ vòng đi vòng lại là rất là bực mình, tại vì là nó tốn nhiều thời gian lắm, mất công chờ đợi lắm. Kiểu cứ chạy xong 150 là nghỉ thì là lại hay, lại quá là hay. Đang đánh ra đấy các bạn ạ. Thì làm
đánh vào chỗ để làm này các bạn. Máy đánh vào chỗ làm rồi, bây giờ mình dùng xe vào để mình đậu hàng các bạn ạ. Kia khoảng tầm cái đoạn này khoảng tầm hơn 1 km các bạn ạ. Hơn 1 km này mới làm 2 ngày xong không? Ngày hôm nay với ngày mai. Góc kia nó có cái chỗ tránh đầu, tránh được quay đầu các bạn, nhưng mà mình lại cứ tưởng là làm nó chỉ làm cái lớp 1 này thôi, các phan lớp 1 này đổ hết lớp 1 này thì mới ra là đổ tiếp lớp 2, nhưng mà đây nó làm lớp 2 luôn, làm kiểu làm nửa lớp 2. Đêm nay có làm đêm không? Nếu mà làm đêm thì là xong chỗ này, không làm đêm nữa thì chắc là phải chờ đến ngày mai. Ngày mai cũng phải một ngày nữa mới xong. Đây làm cả cái đoạn đường này các bạn. Đây vừa nãy mình đổ thẳng kia xong rồi thì bây giờ mình về lại tiếp một chuyến cho các bạn ạ. Trời nắng quá mình phải đóng kính đấy các bạn. Làm cái cả cái dọc cái đường này nha các bạn. Đấy, làm cái bên dọc cái đường này. Đây là xe Diêm Vương. Ôi, đây có con xe này không? Con xe nó có đủ giữa đây. Nó lùi lại là đi được mà.
các bạn ạ. Đây gọi là phạm hùng, phạm hùng của cái xã Liên Hà ấy, xã Liên Hà của huyện Hoài Nhơn chứ không phải là phạm hùng ở bên bên đỉnh bên kia. Thank you.
ngã tư Đông Anh. Tới đây là mình sẽ trái. Quốc lộ 3 đi Thái Nguyên. Thái Nguyên này, Bắc Cạn này, Cao Bằng này. Đi trên đấy.
là chỗ công ty mình làm rồi. Đây là đường 5. Đường 5 kéo dài. Thằng đường này thì còn tầm 3 cây nữa là hết trục đường 5 này thôi. Còn phía sau bên này đây là kéo dài đi Hải Phòng. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn.